Đây, bữa nay mình đi cầu ngang câu nha mọi người. Đang đi chung với Nguyên nè. Bữa nay mình lắp cái combo mới cho mọi người ha. Nhờ Nguyên nó khui ra thử nha. Đây là cây đai hoa gót phải ít. Cứ khui đi, cứ khui đi. Cứ khui, cứ khui. Đai hoa gót phải ít. Bữa hổm thì Thuận làm một cái combo là đai hoa gót phai rồi. Cây đó thì 450. Bữa nay mình làm với cây gót phai ít. Cây này là 600. Cây này giống như bản nâng cấp của cây gót phai. Nó sẽ là phôi Radin X. Đó, hơi bị đẹp luôn nha. Giá bán lẻ là 600 ngàn cây cần. Đây. Lâu lắm thì mình không làm với con FX này ha. Thì để cho combo trên triệu tí xíu thì mình sẽ làm với con FX 3000. Thì con này hiện tại mình đang làm size 3000. Mọi người muốn lấy size 3000 hoặc size 2,5 cái nào cũng được ha. Và dây Beethoven huyền thoại nha. Beethoven thì bên Thuận có bao đổi trả cho mọi người. Nếu mọi người câu mà cảm thấy nó bị lỗi này kia thì cứ báo lại với Thuận nha. Đó. Đang lắp máy vô nha mọi người. Đây qua rất phải ít. Coi hơi bị đẹp luôn. Tem chính hãng của đây qua nha. Máy FXC3000. Máy này tải 8,5 kg, 250g. Đây cuộn Toman nè. Cuộn Toman thì mình vô, cái này là mình đang vô dây 1.5 cho mọi người ha. Ủa dây 2.0. Dây 2.0 thì thường thì Thuận sẽ vô là 1.5, 2.0, 1.0. Thì tùy theo mọi người lựa ngay, nếu không lựa thì xỏ dây qua luôn nguyên. Thì bên Thuận sẽ gửi ngẫu nhiên cho mọi người ha. Xỏ thì cái đó để đại đi, cắt được không? Rồi sáng thì tính lấy 1.5 quăng cho xa mà chắc ngủ mớ mọi người. Nên là lấy lộn, xé tem mà. Bức, xé sao dân cái khoen ra luôn đi. Dân khoen đền bán. Chưa câu thôi. Shimano FX ha. Này là ghi là 5.1. Tải cá là 8,5, trọng lượng là 250g. Bạc đạn là 2+1 ha. FX 3000. Đây. Nguyên combo này đều chính hãng hết nha mọi người. Cần chính hãng, máy chính hãng. Dây luôn. Thì nguyên cái bộ này nếu mọi người mua thì bên Thuận sẽ tóm hết đơ và vô dây sẵn cho mọi người hết luôn như thế này nè. Cứ về lắp vô mà câu thôi, giống như nguyên nó đang lắp đó. Cứ mua về lắp như vậy là câu thôi. Không cần làm gì thêm nữa hết. Chưa câu thử mà cá làm tủm 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 nãy giờ. Thì bữa nay Thuận sẽ sử dụng cái khóa snap của BBO. Loại này nhỏ nhưng mà cứng thì cứng nha. Khóa máy lại đi. Mình thì bữa nay sẽ, thằng Nguyên nó sẽ câu cái bộ này. Ủa bậy, cái bộ đó ăn lát nữa mình sẽ câu, Thuận sẽ câu. Còn bữa nay sẽ đưa cho Nguyên nó câu cái bộ này, cho Nguyên nó bận cần luôn nha. Tại cái tánh của Nguyên là nó khó lắm, nó muốn mua cái gì là phải đưa cho nó câu thử. Ok, dự ý thì nó mới mua. Đó, bữa nay mình cho nó thử cái cây Bulawa mẫu mới. Bulawa mẫu mới sắp ra mắt nha. Còn con máy này là con máy Nesave. Cái Bulawa mẫu mới nè, hứa hẹn là siêu bộ lực luôn mọi người. Thấy combo của mình hả mọi người. Cây gót phải ít này cầm hơi bị sướng luôn á. Đây qua gót phải ít với giá 600.000 và với giá 450.000 thì khó có cây cần nào mà qua được cái mẫu của đai hoa hết. Tắp cái cây, tắp cái cây. Mình có phi không? Lấy mồi thề ra câu có phi. Đây. Con Shimano FX này cũng là dòng chuyên lua.
Nói chung là nếu mà muốn quăng đi xa thì mọi người cứ gấp những cái bộ, những con máy và những cái cần chiên luôn là được, là ném nó sẽ auto đi xa thôi. Trời ơi, nó phi nó chạy kìa. Mà nếu mà ném đi xa thì xác suất nó dính cá nó sẽ cao hơn nha. Tại vì con cá nó sẽ không nhét mọi người. Mình đứng từ xa mình kéo con cá nó sẽ không nhét. Con nó lưỡi độ luôn á Nguyên. Mắc đạn nha. Gì? Không, chuẩn bị ra mắt con mẫu khác. Mọi người nếu mà mới tập chơi mà sắm cái bộ này thì khỏi lo rồi nha, khỏi lo về chất lượng nè, chỉ lo là câu có lên cá được hay không thôi. Gớt cái thôi là cũng tiêu tới nữa. Trong phút bù giờ dính được con gỡ món cũng đã cho mọi người. Chứ thôi là bữa nay thay cần nghỉ món rồi. Hên là cuối cùng cũng có nhớt nha. Sau mọi nỗ lực.